Xin cảm ơn quý vị đã đón xem phần nối tiếp của chương trình Việt Nam đi về đâu. Kính thưa quý vị, theo truyền thống dân tộc, người Việt Nam thường khấn nguyện những ước vọng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc sống là một sự tương tác giữa các yếu tố khác nhau trong xã hội, từ chính phủ, chính sách tới cộng đồng, nghề nghiệp và giữa người với người. Ước vọng vươn lên của con người rất chính đáng, nhưng cũng lệ thuộc rất nhiều vào các thế lực trong xã hội. Ước vọng của công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thành sự thật hay chống phải sẽ được bình luận ra đại dương phân tích sau đây. Vâng thưa ông thì trước tiên xin nói đến cái ước vọng của huyện đạo Cô tô à, trong vịnh Bắc Bộ. Vâng thưa quý vị ước vọng của họ là có địa đúng thời hạn vào tháng 10 năm 2013 để biến thành trung tâm dịch vụ nghề cá và pháo đài bảo vệ chủ quyền biển đạo. Người dân miền Trung mong có ngư trường bình yên, không tranh chấp, không bị tạo lạ tấn công không bị tàu Trung Quốc truy bắt vô cớ. Vâng thưa ông, thì liệu ước vọng chính đáng của họ có thành sự thật hay không? À, theo tôi thì cái ước vọng này có lẽ chống phai bởi vì kiếp định phân định bệnh Bắc Bộ làm cho Việt Nam mất 2 phần 3 cá nước sâu. Thưa cô, trong cái phần trên biển á, thì nếu nói về cá nó có phần nước cạn và phần nước sâu, mà các cá, cái phần nước sâu là quan trọng nhất. Thì trước kia người dân vẫn đánh cá. Chúng ta phải hiểu điều đó, chứ không ai cấm hết. Thì trong đó có thể người tàu đánh người Việt đánh ở trong cái khu vực đó thì Dĩ nhiên là ai cũng có thể tìm đến cái nguồn lợi nhưng mà từ khi phân chia rồi thì cái vùng nước sâu nó nằm về phía Trung cộng và vùng nước cạn thì cho nên chúng ta mất đến 2/3 cái phần cá nước cạn thì như vậy làm sao có thể nói rằng mình có thể ước vọng được là mình trở nên là một cái trung tâm à, gọi là dịch vụ hậu cần gì cho à, cho cái nghề cá được cái thứ hai chúng ta thấy rằng Việt Nam như là cái người miền Trung họ nói và tất cả cái tin tức đưa chúng ta đều thấy cái, cái sự phẫn nộ của dân chúng khi mà ra làm ăn bị ngăn chặn, bị Trung Quốc, rồi đến khi người ta gọi tàu lạ rồi, người ta gọi Trung Quốc, đôi khi người ta nói người một một cái nước lạ nào đó thôi. Mà thực sự đây vấn đề là gì? Vấn đề tức là Việt Nam, cái chính quyền Việt Nam đã không cương quyết bảo vệ được cái vùng đặc quyền kinh tế của mình và cái vùng thềm lục địa cái vùng đặc quyền kinh tế vùng thềm lục địa là cái nơi mà quốc gia đó được quyền khai thác, được quyền độc nhất để khai thác các tài nguyên thiên nhiên trong đó tài nguyên về cá, tài nguyên về dầu lửa chẳng hạn, tài nguyên khoáng sản hay cái gì ở trong đó là họ độc toàn quyền. Họ không được cấm tàu khác đi ngang đi vào đó, nhưng mà họ toàn quyền, không ai được quyền đánh nếu không có phép của họ. Như vậy mà tự nhiên mình mới mất đi, mình không chịu chịu đó thì Hỏi người dân làm sao mà người ta có thể cái lực lượng nào để bảo vệ người dân hay là người dân chỉ có chịu cái sự áp bức của, của, của Trung Quốc như là đã diễn ra từ bao lâu muốn bắt thì bắt muốn phạt thì phạt muốn muốn uh, chìm thì muốn uối muốn bắn thì bắn muốn giết thì giết. cái điều nó vi lý thì bây giờ chúng ta nhìn lại Việt Nam chưa có một cái lực lượng nào hoặc chưa có cái ý định tôi nói là chưa có ý định bảo vệ những cái vùng mà đặc quyền kinh tế của mình một cách quyết liệt hơn thưa cô Vâng, thưa ông, thưa quý vị, thì chúng tôi xin nói dự án mở đường xây đô thị tại thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh đã treo 9 năm khiến cho cư dân trong 3 phường tiếp tục bị sóng treo. Triều Cường trong những ngày Tết Quý Tị tại các quận 8, 2, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức là vẫn đục các ngày vui đầu năm. Vâng, thưa ông, thì dựa ừ. những điều trên như vậy thì phải chăng à, cái ngành xây dựng chưa có hoàn thành nhiệm vụ, thưa ông? À, thưa cô về vấn đề mà cái dự án mà cô vừa trình bày á, là nó đã đã hoãn nhiều lần rồi nghĩa là hoãn khoảng gần 9 năm nay rồi bây giờ mới đây nó được hoãn thêm một thời gian nữa thì thấy rõ ràng phong bì làm cho nó giảm đi tức là cái công ty người ta chỉ làm sao đưa phong bì cho được thì cái dự án nó cứ xong lâu chưa biết chứ nói thật cô là chưa biết chừng nào nó nó mới dứt được mà dân chúng nó ơ không dứt được thì bỏ đi cho chúng tôi à, sửa sạn lại nhà cửa mà sinh sống chứ nhưng mà điều đó không vừa lệ thuộc vào người dân đâu nó lệ thuộc vào những cái nhóm lợi ích những ông đại gia cứ đưa phong bì cho cán bộ cho cho cán bộ cao cấp là cuối cùng cái dự án vẫn treo như thường cho nên không có lý do gì mà để cái dự án có thể bỏ được hết thế tiếp thì chúng ta thấy chế độ độc tài đảng trị công an trị làm quyền không có cơ chế bảo vệ công dân. Cho nên cái việc mà ngập nước ở tại Sài Gòn nó là cái chuyện thời sự hàng ngày. Nghĩa là khi nào tại sao họ không dám quyết vấn đề họ đã trút rất nhiều tiền vào nhưng mà họ không khai thông được cái hệ thống ống nước cống rãnh ở trong thành phố để đến nghẹt. Vấn đề đó là cái lỗi của chính phủ chứ không phải lỗi của người dân. Mà chính phủ không có khả năng giải quyết điều đó. Bởi vì đã ít nhất là có hai đợt mà họ đổ rất nhiều tiền để mà khai thông nhưng cuối cùng nó lại ngập nhiều hơn nữa chứ không phải nó ngập ít hơn thưa cô. Vâng thưa ông thì chúng tôi xin nói đến cái ước vọng về ngành y tế thì Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng như người Việt quốc nội đều ước mong bệnh viện không quá tải hết nạn phong bì cũng như ông đã nói trên gìn giữ y đức. Thưa ông thì tại sao những cái căn bệnh xã hội này vẫn còn hành hạ người dân? và Nguyễn Thị Kim Tiến thì đã từng làm thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2007 và tới năm 2011 thì được được đôn lên thành chức Bộ trưởng Y tế. Thì bà ta cũng đã đưa ra nhiều cái chính sách là trong ghê gớm lắm mà cuối cùng cho tới giờ phút này thì cũng chưa tới đâu. Vì bà ta nói là cái ngân sách y tế của Việt Nam chỉ chiếm 5% GDP so với uh, tức là khoảng 31 US dollar người đầu người. Nhưng mà so với Trung Quốc thì 85 so với uh, Thái Lan thì 127 và so với Mã Lai thì là 151. Nghĩa là nói tóm lại là cái phần ngân sách ít rồi đến cái phần tiếp là cái số giường bệnh bà bà này khi mà lên cầm quyền lên làm bộ trưởng thì bà nói rằng bà nhất quyết giải quyết được cái vấn đề là à, số à, thiếu giường cho bệnh nhân nhưng mà tới giờ phút này thì vẫn thiếu vì thế cho nên mới bị chất vấn thì bà ta mới đưa ra một cái thí dụ nói được Việt Nam bây giờ hiện nay là chỉ có 22 giường cho 10.000 bệnh nhân so với 32 của các cái nước trong vùng Tây Thái Bình Dương kia cả các nước giàu nước nghèo nhưng mà nếu những cái nước khá đó thì họ có thể tới cả 80 hoặc là tới 140 giường bệnh cho 10.000 người nhưng mà một lưu ý là tại sao như vậy bởi vì từ năm 1975 tới giờ tại Hà Nội không cất thêm cái bệnh viện nữa đó trong khi dân số thì tăng. có biết là dân số mà từ các thành phố lớn á, là từ dưới nông thôn là cách mạng đi về đổ vào đó. Cho nên là nhiều cái ngày càng đông. Nhưng tại sao chính quyền không đặt vấn đề đó? Thì cái đó không phải lỗi của dân mà lỗi của chính quyền. Rồi bây giờ bà ta than phiền bảo dân không chịu đóng bảo hiểm cho nên lỗ bảo hiểm lỗ không có. Dân không chịu đóng bảo hiểm là cái chuyện cách cách tổ chức như thế nào đó trở nên như vậy còn y đức thì tại vì bà ta trong cái buổi thảo luận tại quốc hội bà ta nói như thế này nè bảo rằng ô không có nếu mà dân không có đưa phong bì thì làm sao mà 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 mà, mà, mà giữ y đức được bởi vì có phong bì thì bác sĩ người ta nhận nhưng mà người ta không được nếu tôi không đưa phong bì thì tôi không được khám bệnh thì cái chuyện người dân cái chuyện đó không có là chuyện người dân mà chuyện khả năng y đức và khả năng chuyên môn thì phải hỏi lại cái bà bộ trưởng đó rằng Tại làm sao mà ông 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 bác sĩ này nhận phong bì lại không bị đuổi đi? Hay là tại sao cái khả năng chuyên môn ông ta không có đủ? Điều đó là cái hệ thống giáo dục như vậy chúng ta thấy một cái điều rõ ràng rằng không nên đổ cho người dân mà cái lỗi này hoàn toàn phải bà ta gánh chịu trong cái trong cái cương vị gọi là bộ trưởng y tế thưa cô vâng thưa ông thì khi nói đến vấn đề tài tránh thì trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin Bloomberg uh, thứ trưởng tài chính trương trí Chí trung cho biết vào tháng 6 năm 2013 uh, việt nam thưa ông thưa quý vị sẽ công bố đề án tái cấu trúc 52 tập đoàn và tổng công ty nhà nước từng chiếm 37% GDP 60% vốn tín dụng hơn phần nữa nợ tại ngân hàng vâng thưa ông thì theo ông thì uh, cái chuyện vọng này như thế nào vấn đề tái cấu trúc này đã người ta đã đưa ra rất nhiều lần rồi và đã thực hiện rồi nhưng mà không có làm được nó cũng lý do rất giản dị sức là tất cả các tập đoàn à, cũng như tổng công ty nhà nước đó, là nó trực thuộc vào cái nhóm lợi ích hoặc từ thuộc vào cá nhân lợi ích cho nên họ dựng lên để mà họ kiếm lợi. thì không hà cớ gì mà họ có thể bỏ được ngoại trừ cái chuyện bỏ nó không hại cái túi tiền của người ta cho nên chúng ta thấy họ nói mãi nói mãi nhưng mà không có làm nhưng bây giờ có một điểm chúng ta lưu ý là họ trong cái dịp tái cấu trúc này người ta sẽ tìm cách lợi dụng nghĩa là kiếm lợi nhiều nhất. Tôi nói thí dụ bây giờ cái tổng công ty này trị giá là 100 triệu Mỹ Kim. Bây giờ người ta nói Ô, cái tài sản trị giá cái 50 triệu Mỹ Kim thôi. Họ mua một cái là họ lời ngay 50 triệu Mỹ Kim. ai mua được? Dân đen á. Xin lỗi cô không. Chính những người tai to mặt lớn đó sẽ mua. Và kỳ trước chúng ta có cái bài chúng ta nói về vấn đề một số các con em của các ông lớn đi ra lập cái công ty này công ty kia làm thành cái tập đoàn đó là những cái chuẩn bị để mà họ gánh những cái này cái nào tập đoàn nào bán họ sẽ nhảy vô họ mua tôi nói họ mua là họ lời ngay tức khắc rồi còn điều hành ở sau thì tính sau thì đó vấn đề đó nó có lợi cho họ nhưng mà có hại cho dân chúng cho người về người việt và cái tình trạng mua tài sản công này rẻ nó thiệt hại cho quốc gia nó không có lợi gì hết. Mà chưa chắc khi cái tập đoàn đó rơi vào tay những người đó, người ta điều hành tốt hơn. Người ta chỉ mới ra là dự đoán vậy thôi. Chứ không phải là bởi vì người ta còn nói đến cái khả năng của cái người lãnh đạo đó. Và nói tóm lại cái phần này chỉ là một cái chuyện, nghe là ông bộ trưởng ông bộ trưởng tài chánh này ông nói một cách lý thuyết thôi. Chứ trên thực tế tôi cho rằng cái điều đó nó rất khó khăn. Và có bán đi chăng nữa thì cái cái phát triển của kinh tế Việt Nam cũng chưa chắc nhưng mà chỉ có một điều có thể có là gì tức là các nhà đầu tư ngoại quốc có thể tham gia vào đó có thể đổ vốn vào nhưng mà cái chuyện họ quản trị hay không thì chưa biết nhưng mà đổ vốn vào thì chắc chắn là có bởi vì họ sẽ mua những cái cổ phần rẻ để hy vọng rằng nó lên thì đó là cái điều đó có thể xảy ra còn cái công ty đó cái đại công ty đó sau khi à, sau khi mà được à, cổ phần hóa rồi có khá hay hay không? Đó vẫn là còn một câu hỏi bỏ ngỏ chưa cô. Vâng xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị vừa rồi là những phân tích và nhận định của bệnh viện gia đại dương, cũng đã kết thúc chương trình Việt Nam đi về đâu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự cát tường. Chúng tôi trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.